Dạ Út chào cả nhà. Dạ, vừa nãy thì Út từ núi Đá Dựng đi xuống nha cả nhà. Giờ là mình ra khỏi, mình đang chạy qua bên Thạch Động nha cả nhà. Ở Hà Tiên, Kiên Giang nha. Cảnh ở đây rất là đẹp nha cả nhà. Thank you.
Cái này là cái cửa đi hôm qua, cái cửa giao biển nè.
đi lên lên qua xuống mình đi. Để giờ biển nè. Không không không. Công chúa bà cú lên rồi. Công chúa đâu rồi? Chị lên trước đi. Thank you.
Dạ mình đã đi xong Thạch Động rồi cả nhà. Dạ hiện giờ là 10:30 và dạ, mình cũng kết thúc chuyến đi đầu năm của mình đây. Cũng nửa ngày của mùng 3 rồi. Dạ bây giờ là mình đi về Vĩnh Long nha. Dạ năm mới thì Út cũng chúc cho cả nhà mình năm mới vui vẻ, làm ăn thành công, ở tại phát lộc. Dạ nhà mình xem mà yêu thích kênh của Út, yêu thích video của Út thì cho Út một like và một đăng ký nha cả nhà. Và dạ, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hành trình của Út. Dạ hẹn cả nhà ở những video kế tiếp của năm nay nha cả nhà. Dạ những video sau thì mình sẽ làm về công việc của mình và cũng xen kẽ những chuyến đi như thế này nè cả nhà. Cả nhà nhớ đón theo dõi nha. Về nhậu.